Vừa rồi á, thầy báo cho mấy con biết rằng vấn đề mà gì mà cái lòng từ bi của thầy mà thầy cứu một con chuột mà bị con chó cắn, nó xảy ra cái trường hợp đó. Trước kia thầy bị mèo mà chó cắn được, nhưng mà không sao. Các con hôm đó thì thầy đổ máu cái tay nó không nhớ, nhưng mà rồi nó cũng lành, không sao hết. Hôm nay thì bị chó cắn vì cái lòng thương của mình. Một con chuột là một mạng sống của một con người, mà con chuột nó có duyên với thầy, cho nên vì vậy mà đúng lúc là con chuột nhảy xuống thì con chó nhảy đến chụp con chuột, thì thầy đưa chân thầy cảm đến chó, cho nên chó cắn thầy. Vì nó bắt chuột không được, nó cắn tức thì thôi cũng đành chịu, đó là cái nhân quả. Nhưng mà vì lòng thương của mình cứ chịu thôi. Nhưng mà nó đọc đọc thật mấy con chứ không phải đọc thắng rất đọc. Cho nên thầy báo cho mấy con biết là cái phương pháp mà để đối trị á, thực ra thì nếu mà không có pháp đối trị thì chắc chắn là một là cũng phải đi ăn thôi, nhưng mà chưa, bởi vì theo đúng cái chó cắn mình á, mà nếu mà chờ cho 1 tháng mà không có đi ăn thì nó mới xong, còn nếu mà nó xong dần 1 tháng thì chưa qua 1 tháng thì chưa chắc mình đã. Cho nên vì vậy mà khi mà bị chó cắn như vậy đó thì thầy cũng sử dụng cái phương pháp đẩy lui, để đưa những cái nọc độc đó. Cô Út thì có biểu thầy đi chích, nhưng mà thầy thôi không có chích gì hết, bởi vì đối với thầy thì chích nó không ăn thua gì đâu, cho nên thầy đẩy lui nó. Nhưng các con biết khi mà cái chân của thầy ngày đầu thì nó không sao, nhưng mà không sao nó chân được, cho nên mấy con thấy thầy không ăn dép đó thầy đi chân không đó, là tại vì nó cắn bằng bàn chân của thầy, cho nên vì vậy mà thì cho nên lúc bây giờ đó thì thầy thấy cái bàn chân mình chân thì biết là cái nập lặng. Thôi bây giờ thì mình phải nỗ lực, cho nên lúc gần đây thầy ít có làm việc nhiều lắm, thầy đẩy đuôi cái nập lặng đó, nhưng mà cái chân nó hết nên con mắt thì nó mờ. Bây giờ nập động lên mắt nó con trời, nó đi lên nó nằm mắt chập giờ chiều rồi đó thì thầy không có thấy đường đâu, nghĩa là chập giờ là không thấy đường. Thầy muốn đi là thầy phải đưa cánh tay ra trước nữa, thì dò đường trước thì đi, coi như là con mắt của thầy là cánh tay chứ mà không phải là con mắt nữa. Muốn đi thì thầy phải đưa tay trước, còn cho nên vì vậy mà thầy biết là cũng là lặp đặt lắm chứ không. Nếu mà với người khác thì chắc có thể là điên chứ không phải sao. Do đó thì thầy cố gắng thì đi luôn, đi luôn lặp đặt. Bây giờ mắt thì sáng rồi, không có sao, nó bình thường. Cho nên nó đã ra hết, nhưng mà phải 1 tháng nó mới xác định mới đúng theo y khoa mà. Nó là 1 tháng. Thì hôm nay thì chắc có lẽ là cũng là nửa tháng rồi, còn nửa tháng nữa để xem coi đi coi có điên không. Lỡ nó điên thì nhập viện cái cho rồi mà hôm nay thì thầy dạy dạy mấy con xong rồi mà, đâu còn lỡ mà nhập viện mấy con cũng biết đường tu rồi, đâu có gì đâu mà lo. Bài vở cách thức đã sẵn sàng cho mấy con biết cách thức tu rồi, đâu có gì mà sợ. Lỡ ví dụ thầy nói bây giờ con người thầy, bởi vì cái nọc điên á nó làm cho con người của mình nóng lên, nóng cho đến khi mà cuồng thầy vậy, mà nóng quá đó mình cứ kiếm cái chỗ nào. Thường thường thầy thấy mấy người bị chó cũng dại nó kiếm mấy cái hốc nó chung thôi, mấy người bị chó dại cắn nó chung, nó chung trong đó nó sợ lắm, nó sợ nước, nó sợ ánh sáng lắm mà thầy thấy cái kiểu mà cái cơ thể mình nóng lên á thì thầy biết là nó sẽ bị nọc độc, thôi thì mình bỏ cái này đi. Bởi vì thầy chủ động mà, nên thầy đâu có sợ đâu. Mà thầy dạy mấy con rồi rồi thầy cũng không còn lo lắng gì nữa hết, vì mấy con biết pháp rồi mà. Không lẽ mà pháp như thế này mấy con tu không tới? Một là mấy con xả tâm, mấy con thấy không có gì đâu, có gì mấy con xả tâm. Hai á thì mấy con tu tứ niệm xứ thì nó cũng đi tới nơi tới chốn, có gì đâu, mấy con cũng thành Phật như thường. Một ông Phật chết làm bao nhiêu ông Phật khác thì phải ngon không? Một người một ông Phật mất đi rồi để lại hàng bao nhiêu ông Phật thì cũng phải hạnh phúc sao? Có phải chưa? Mấy con biết pháp rồi, rồi cái pháp này nó còn mãi biết bao nhiêu ông Phật ra đời không? Có phải không? Như vậy là đâu có mất đến chỗ nào đâu. Cho nên thầy dạy mấy con cũng tạm đủ rồi đó. Thật sự ra bài mà quán thân kinh thân và cái bài xả tâm đủ cho mấy con tu rồi. Mấy con yên tâm đi, mấy con thầy trang bị đủ hết rồi. Cái tri kiến của mấy con thật sự nội những cái bài học mà tri kiến mấy con sống thì mấy con sẽ thấy, dùng cái tri kiến đó mấy con thấy không khổ rồi, mấy con được giải thoát đạo đức đó. Nội cái tri kiến thầy, mặc dù là thầy chưa cho hết bài vở để mà mấy con học về cái tri kiến, triển khai cái tri kiến, nhưng thầy thấy tạm đủ.
nội các pháp vô thường, thân vô thường và nhân quả là mấy con đuổi xả băng mấy con rồi. Không còn chỗ nào mắc mướu, không còn chỗ nào mấy con để mấy con phiền não đau khổ trong thân tâm của mấy con. Nội cái các pháp vô thường, thân vô thường và nhân quả, đường đi của nhân quả thì mấy con an ổn vô cùng, không còn cái gì mà làm cho con thương người ta. Sao mà thấy giờ thì trang bị cho mấy con đủ tri kiến mấy con sống mà đạo đức rồi đó. Chỉ có mấy con không muốn sống đạo đức thôi, chứ mấy con muốn sống đạo đức thì mấy con không làm khổ, mấy con không làm khổ người khác. Còn vấn đề mà tu tập để tới chứng đạo có tướng thành túc thì đây là rõ ràng là những cái này thầy đã dạy với con. Còn cái chỗ nào mà không dạy, cho nên hôm nay mình cứ giải thể mình cũng có phước tu rồi đâu còn gì đâu mà lo, phải không? À mấy con không phụ ơn thầy thì chỗ nào mấy con tu cũng được hết. Mấy con có dạy không mắc là mấy con nhớ thầy, chứ không phải ngồi đó mà khóc u bù đó mà nhớ thầy. Đâu phải là người mà phu, mình hôm nay thánh hết rồi, người nào cũng là thánh hết chứ đâu có người nào mà phu đâu, có phải không? Mấy con hiểu chưa? À cho nên trong khi đó thầy trao cho mấy con tất cả những cái cần thiết hết rồi thì bắt đầu bây giờ mấy con chỉ còn có nước là mấy con sống thực hành nó mà thôi, thì mấy con tạm đủ, không có gì mà mấy con không được, có phải không? Nhớ kỹ những lời thầy nói, dù là người già người trẻ nào tu cũng được hết. Các bác già ngồi chơi, ai bỏ các bác làm chuyện chứ cho cực nhọc ngồi chơi, nhưng mà xả tâm chứ không phải ngồi chơi mà theo kiểu thế gian đâu. Ngồi chơi đừng lát lấy rượu ra mà uống thì cái chuyện nó không được. Cho nên ngồi chơi xả tâm, ngồi chơi mà ly dục ly ác pháp, cái cách thức đó là cách thức giải thoát. Dù bây giờ các bác gần sắp chết thì các bác vẫn thản nhiên, vẫn thanh thản an lạc thư sự ngồi chơi xả tâm, thì con đường mà thầy dạy tới đây mới còn đủ hết. Không có người nào mà không biết hết, nghĩa là biết rồi thì giải thoát rồi, chứ không có gì. Pháp của Phật đã từng nói pháp ta không có thời gian đến để mà thầy đứng dậy. Bây giờ mấy con đến mấy con thấy rồi, không còn có chỗ nào che giấu mấy con được hết. Đồng thời con không ai mà lừa đảo mấy con nổi hết, không có nói là bây giờ có cái bùa này linh lắm là đập lên thần chú làm cái bay trời hoặc tàn hình biến hóa thì không ai nói với con. Mấy con không có bị lừa đảo những cái điều đó. Hoặc là nói có của cậu này cô kia nhập đồng lên cốt vậy bắt quở mấy con không muốn tin gì đó. Đối với thầy thì dạy mấy con không còn cái chỗ mê tín nữa, cho nên tất cả những cái điều kiện hôm nay thì mấy con yên tâm mà nó tu tập, nghĩa là chỉ có mấy con lo tu thôi. Có thầy thì mấy con cũng tu vậy, mà không có thầy tu vậy. Nhưng có thầy thì phải đặt ra cái chuyện mà có tưởng con này kia là hỏi thầy cho nhiều chứ không có gì. Còn không có thầy chắc tưởng nó cũng không có đâu, bởi vì có thầy đâu mà hỏi. Cho nên vì vậy mà mấy con cứ nỗ lực mà thực hiện tu tập thì sẽ đến nơi chúng được. Không à, cho nên hiện bây giờ đó nhớ những lời thầy dạy thì chuẩn bị sau này ai về nơi nấy mà tu tập những lời thầy còn đó, và lần lượt nếu mà thầy ở trong hang trong hốc nơi nào đó để ẩn bấm yên mình thì lúc bây giờ đó thầy sẽ lo thầy soạn thảo mấy bộ sách còn lại, mấy bộ sách còn lại. Còn vấn đề mà tổ chức các ban vệ thì mấy con nên lo tổ chức các ban vệ, và đồng thời thì trung tâm an dưỡng sẽ ra đời. Thầy thấy cái gì đó có mấy con chấp phải không? Nên yên tâm, bởi vì Phật pháp mà phước chúng sanh có thì trung tâm nó sẽ có. Mà những cái trung tâm an dưỡng nó không phải thành cái chùa nè, không phải là cái tu viện nữa mấy con. Đó là cái nơi học đạo đức của chúng ta. Chúng ta đến đó để mà an dưỡng, để mà học đạo đức. Cho nên thầy nói trước kia đó thì cái trung tâm an dưỡng từ thiện chân là cái tên của nó đó. Cái tên của nó. Hôm nay thì thầy không có từ thiện nữa. Từ thiện nó nhiều khi người ta làm, cho nên vì vậy mà trung tâm an dưỡng mà thôi, chứ không có từ thiện. Bởi vì ở đây vô chúng ta học tập chứ bây giờ mình nói từ thiện là phải bác bố người ta bằng cách này bằng cách khác làm việc từ thiện, hầu hết là xã hội làm việc từ thiện nhiều rồi. Còn mình ở đây trung tâm an dưỡng, nơi cái nơi mà để nghỉ ngơi để học đạo đức thôi, có vậy được. Còn từ thiện thì thôi mình không có làm từ thiện, bởi vì từ thiện nhiều khi nó lại, bởi vì từ thiện nhiều khi mình từ là mình bỏ, thiện là mình bỏ cái thiện, cho nên gọi là từ thiện là bỏ thiện, tức là làm ác mất rồi. Cho nên ở đây mình bỏ hai chữ từ thiện để cho mình làm trọn vẹn nó thiện thì nó hay hơn, chứ không khéo nó dừng cái chữ từ thiện thì nó không hay. Cho nên thầy hôm nay thầy gạt luôn cái chữ từ thiện. Vậy mà thầy mong rằng mấy con hiểu rằng sau này cái trung tâm an dưỡng của chúng ta, an dưỡng là nghỉ ngơi, để vừa nghỉ ngơi vật chất thân thể của chúng ta, mà vừa nghỉ ngơi về tinh thần của chúng ta,
vừa đào luyện cho chúng ta có một cái hướng, về tinh thần chúng ta rất là rõ ràng cụ thể. Đó thì cái những cái trung tâm nó sẽ sắp sửa nó sẽ ra đời. Một là nó ở thành phố Hồ Chí Minh, hai là nó sẽ ở Hà Nội. Chỉ có hai cái điểm đó thì nó dễ dàng hơn, nó đông người hơn. Còn những cái nơi khác đó thì nó thưa người. Do đó những cái sự mình đi lại của thầy nó cũng là quá vất vả. Còn ở đây thành phố có 50 cây số, nó gần không có xa. Còn đây mà đi ra tới Huế miền Trung thì chắc là chết. Hoặc là đây mà ra tới Hà Nội thì nó cũng xa quá. Do nên vì vậy mà có người thì sẽ cho ra Hà Nội, người ta đứng là sai thầy. Thế nào cái lớp này ạ? Tuy vậy chứ khi giải thể rồi thì chúng ta còn những người mà người ta tu tứ niệm xứ được nữa. Những người đó thì họ sẽ nỗ lực, họ sẽ tu tập để khi mà trung tâm an dưỡng ra đời thì họ là những người đứng thay thầy để dạy những cái lớp chánh kiến, chánh tư duy. Họ sẽ thay này về vấn đề đó. Còn thầy thì ảnh bóng ở trong cái hang hốc nào đó mà lo mà viết sách. Nhất là thầy soạn cái giáo trình để cho các thầy mà tu chứng đó dựa vào giáo trình đó các thầy dạy sai thầy. Thầy mà đứng lớp dạy mà chấm bài nữa chắc thầy ớn chứ. Mỗi lần mà đọc bài mấy con thì là quá trời. Cho nên thầy thấy hôm nay thì như vậy là cũng tạm đủ rồi mấy con, không có gì đâu. Chương trình thì nó sắp sửa nó càng ngày càng tốt lên, nhưng mà có cái xấu phải có cái tốt. Cho nên đừng có gì một chút gì mà mấy con buồn tủi hay lo lắng hết mấy con. Hãy vui lên, hãy bình tĩnh lên để mình là những người chiến đấu chứ không phải là người chiến bại. Mình sẽ thành lập những cái lớp học càng tốt đẹp hơn và càng đông đảo hơn. Bởi vì cái lớp của chúng ta hôm nay nó có một cái tiên văn rất lớn. Cho nên thành trí đưa lên mạng chuyện bây giờ là luôn luôn lúc nào nó cũng khá không có cho đưa được đâu. Mà các bạn biết đó là cái khó đó, thấy không? Cho nên trong cái vấn đề mà mình ở đây thì người ta đã thấy được cái lớp học của mình. Nếu mà 1 tháng 10 tới mà mở cái lớp chánh kiến, cái số lượng người không có ít như chúng ta hiện giờ mà 80 mấy người nữa đâu. Không có ít đâu. Nó gấp 3, gấp 4, gấp 5, 10 lần người ta sẽ tập trung đến tu học rất nhiều. Cho nên vì vậy mà cần phải có những cái người tu chứng. Thế nếu không có người tu chứng mà bây giờ một lớp mà thầy dạy 60 người thôi cũng đã mệt rồi. Mà thế mà cỡ chừng 400-500 người thì phải chia ra mấy lớp chánh kiến chứ đâu có phải một lớp được. Mà mỗi lớp vậy phải có một người đứng chứ không thể sao. Chứ bây giờ người ta xin vô mà mình bỏ ra sao? Đâu có nên bỏ, phải không? Phải chọn. Nhưng mà cho thì phải có người đứng lớp vậy. Do đó bây giờ những người mà đã trên thân quán thân được thì hãy tích cực tu trong cái thời gian. Bởi vì Đức Phật nói 7 ngày 7 tháng bệnh. Các con có tin điều đó không? Nghĩa là người mà quán thân trên thân được có cái sự an lạc sung mãn của tứ niệm xứ, giết phục được tất cả tham ưu, thì chỉ cần bốn quan nhi đó nối liền thời gian thì trong 7 ngày, cao lắm 7 tháng mấy con sẽ thành tựu. Thì trong một năm sau mà chúng ta tới cái thời gian mà chúng ta mở lớp chứng kiến, mấy con đã giúp thầy được. Ở đây những người nào mà thực hiện được thì các con chuẩn bị điều đó. Thầy sẽ dẫn mấy con đi vào trong cái hang ở dưới thành. Thầy có cái hang mà mấy con bởi vì thầy nghĩ rằng trước khi mà nghỉ ngơi đó, thầy sẽ đi thăm lại cái Hòn Sơn, cái hang mà ở Hòn Sơn mà thầy ở thầy tu. Trước kia thầy ăn rau thầy ở trong cái hang đó. Cái hang mà nghĩa là ở trong cái hang đó mà muốn đi lên trên cái đỉnh của Hòn Sơn đó, thì phải đu một cái sợi dây chứ không có đường đi, phải đu một cái sợi dây nó trèo lên cái đỉnh. Rồi lên cái đỉnh đó thì nó có một cái tảng đá lớn cũng như là cái nền nhà của mình, bằng hai cái này. Một cái tảng đá rất là bằng phẳng mà người ta nói sinh tiên. Nhà ở đó thì người ta gọi là ma thiên lãnh, cái đập ma thiên lãnh, nơi mà ma lãnh ở. Do đó mà thầy thường lên cái tảng đá đang ngồi thiền và mưa gió bão bùng á thì chui xuống hang mà ở đó thì rất là an ổn. Trong cái hang thì nó không bao giờ mà có cái sự nhiệt gì mà làm cho chúng ta đậm tâm. Cho nên vì vậy mà trời bình minh sáng sủa không u ám thì trèo trên cái sinh tiên đó mà làm tiên mà ngồi chơi. Mà hễ trời u ám mà coi bộ mưa gió bão bùng thì tuột xuống hang mà núp,
thì cho nên nó rất là an ổn. Vì vậy mà thầy sẽ tổ chức, thầy sẽ đi thăm nó một lần cuối cùng, và có những cái phương tiện mình quay lại những cái hình ảnh mà ngày xưa mà thầy đã từng ở đó, rồi cái ao mà thầy trồng rau mà thầy sống giữa hai cái hòn đá, hai cái hòn đá lớn lắm, một hòn thì nó bằng, một hòn thì nó nhọn, hai cục đá nó nằm kê nhau như thế này, một cái nhọn như thế này, một cái nó nằm như thế này, thì nó cái khe của nó, hai cái nó giữa nhau thì nó lại có cái mạch nước từ trong đó nó chảy ra. Thầy sẽ đào xuống cái làm một cái mương, rồi thầy đem cao xả lúc con nó, thầy ghi nó dưới lên, thầy cắt, thầy ăn, thầy sống. Nên không biết là mấy cái chỗ đó nó còn không, nhưng mà chắc hai hòn đá thì chắc không ai xuyên, nhưng mà cái ao của thầy chắc hôm nay nó không biết nó có lấp chưa, nhưng mà chưa lấp mà nó còn vài lại cái dấu á, thì chúng ta cũng ghi lại những cái hình ảnh lịch sử của một cái người đem hết thân mạng của mình mà đi vào cái chỗ mà như tìm vào cái chỗ chết, không còn hưởng thụ gì cái cuộc đời nữa, thì lên hồ sơ để ghi lại những cái hình ảnh đó. Cho nên chắc chắn là thầy sẽ dẫn dắt lên cho nó thăm. Trong khi thăm đó thì chắc chúng ta không đi đâu đâu. Nhưng mà khi đó thì mấy con sẽ thấy được những cái hình ảnh mà khi được quay hoặc là được đem lại trở về. Nhưng hôm nay Hoàng Sơn cũng thay đổi nhiều lắm, chứ không phải như ngày mà thầy còn ở trên đó đâu. Nhưng thầy mong rằng cái di tích đó như hai cái tảng đá còn, cái sân tiên còn và cái hang còn, cũng đủ là ghi lại những cái hình ảnh lịch sử của cuộc đời thầy đã ở đó trên 9 tháng trời tu tập. Thì đó là trở về thăm. Và đồng thời sau cái cuộc chuyến thăm đó thì thầy sẽ dẫn dắt một ít người mà đã có cái duyên đã tu tập tứ niệm xứ được, thì thầy cũng cố gắng để giúp đỡ họ, để sau khi cái trung tâm ăn dưỡng ra đời thì họ là những người tiếp tay thầy để mà dạy các lớp chứng kiến. Bởi vì thầy biết số người đang tha thiết tu không những ở trong nước mà ở nước ngoài, cho nên thầy mong rằng sẽ có được vài ba người để cùng thầy, để họ lo lắng bên ngoài mà thầy ở trong hang mà ngồi viết sách. Thì thích ở trong hang lắm mấy con, bởi vì thầy đã từng 9 tháng ở trong hang, ở trên Ma Thiên Lãnh ở Hòn Sơn mà, cho nên thầy thấy cái hang coi vậy chứ nó cũng ấm cúng lắm, nó nói cái vẻ quan giả lắm đó. Mình giống như cột beo. Cho nên như vậy mà ở trong cái nhà thì mình thấy cái nhà cũng như cái thất của mình, mình thấy nó đơn sơ, nó nghèo nàn, nhưng mình thấy hạnh phúc. Còn cái nhà sang nó không hạnh phúc. Còn mình ở trong hang mình thấy một cuộc đời sống đúng là đời sống tu sĩ bỏ hết rồi, không còn gì nữa. Nói ra mình nghĩ đến cái thân phận của con người thì mình đã bỏ xuống hết, không còn chút nào nữa. Cho nên nó không còn dính ở trong cái hang thiên nhiên. Con biết nó cái hang thiên nhiên thì nó con biết là nó có cái lỗ, mưa thì nó tạt cho nó, thì mình núp ở bên đây thì nó không ứng. Do đó mình núp ở chỗ kín, còn cái chỗ mà mưa xuống thì, cho nên khi mà mưa lớn thì ở trong hang nó cũng ẩm ướt chứ không phải khô ráo như cái nhà của mình đâu. Cho nên sức khỏe mà còn khỏe thì mình chịu được nổi, mà như mấy bác mấy cụ mà lớn tuổi thì vô hang ở bữa chắc về mà bị thấp cốt là chết hết, nó không dễ. Nhưng mà lúc này mà thầy không đi thì chắc chắn là chừng 1-2 năm nữa sức khỏe thầy nó càng xuống, bởi vì cái tuổi này là tuổi xuống nhanh lắm mấy con. Nó cho nên vì vậy mà thầy đã chuẩn bị con đường của mình hết rồi. Biết trước mà, mặc dù là mình phục hồi được tâm hồn mình thanh thản, cái cơ thể mình như vậy, nhưng tất cả các pháp đều vô thường, sức lực của mình sẽ duy trì được nó, nhưng cái sự yếu thì mình sẽ yếu thôi, chứ không cách nào khác hết. Coi như là nó phải yếu, chứ không phải là còn mạnh như mấy chàng thanh niên được. Thì thật ra thì thầy bây giờ cái nếu mà bình thường á, mình không có nghĩ đến cái sự mà suy sụp của cái sức khỏe mình á, thì thầy thấy thầy khỏe cũng như mình. Mà muốn làm cái gì thì làm cũng thấy cũng khỏe chứ không có gì hết. Nhưng mà biết cái cơ thể mình già rồi thì không phải như thanh niên đâu, biết rất rõ chứ không phải không. Nhưng mà vì với cái khả năng mà thầy ngồi thì viết hoặc là thầy làm mà suốt đêm hoặc là suốt ngày, thầy không mỏi mệt là biết cái sức khỏe thì có. Thầy biết sức khỏe thì có, nhưng mà sức khỏe đó nó không thể duy trì lâu được. Nó cấp thời là vì thầy có đủ thần lực, cho nên thầy mới nuôi dưỡng nó, kéo dài nó. Chứ chắc chắn là thầy cũng phải có ngày ra đi mà thôi.
là đi. Nhưng mà thầy đã đi, thầy không có hối hận gì hết, mà ước nguyện của thầy là đem lại cho mấy con đủ hết. Thầy thấy thì mở cái lớp này mà thầy dạy cấp tốc thiệt, thần tốc, thần tốc, để làm cho mấy con hiểu được đường lỗ tu, hiểu được nhất là cái định vô lậu, cái định khó nhất, khó nhất. Triển khai được cái tri kiến của mấy con là khó nhất. Cho nên hôm nay mà thầy triển khai được đúng cái chánh pháp, những gì thông hiểu cần thông hiểu, mà thầy triển khai được cái đường lỗ thông hiểu của đạo Phật, từng cái bài đầu tiên thảo mật, nhân quả thảo mật, cho đến cái tứ vô lượng tâm, cái tâm tả cuối cùng, thầy thấy mình đã làm xong cái nhiệm vụ, mình đã làm xong hết rồi. Rồi đưa cho các con có hai cái lối tu, một lối xả và một cái lối nhiếp tâm để khắc phục tham ưu. Hai cái lối tu cụ thể rõ ràng. Người yếu thì chúng ta tu xả, người mạnh không bị tưởng thì chúng ta tu nhiếp tâm, có gì đâu. Do đó thì nhiếp tâm thì thật sự ra mình nhiếp tâm mình chủ động hơn. Còn xả, các con nghe cái danh từ mà xả tâm vô lượng mà nó mênh mông lắm, mấy con bị vô lượng mà xả biết chừng nào biết hết đây. Cho nên vì vậy cứ xả hoài, nhưng mà xả hoài thì có ngày phải hết chứ. Cũng như mình bền chí mình tát mà, cái ao này ta biết tôi phải cạn thôi, bây giờ thấy nó mênh mông chứ tôi bền chí ngày nào tôi cũng tát, không tát nhiều tát ít cũng tát hoài thì nó mới cạn thôi. Còn cái người mà tu cứ người ta chủ động lắm mấy con. Nhưng mà thầy thấy hầu hết là chúng ta đã tự tu sai mình nhiều, tự mấy con tu sai, cho nên mấy con lạc trong tưởng nhiều. Bây giờ hở một chút mấy con nhiếp tâm vô thì tưởng nó lời thôi, mà đó là cái khó. Cho nên thầy biết rất rõ cái những cái điều kiện đó mà thầy đưa ra hai cái phương pháp để tu, để cái người bị tưởng, cái người nhiếp tâm không được, thì do đó thì tu cho tâm tạp. Còn cái người mà nhiếp tâm được, an trú được, quán được ở trên thân, thì cái người đó sẽ ôm cái pháp này và bị tâm. Mà tỉnh nhạc lắm mấy con, bởi vì cái pháp mà Đức Phật dám xác định thời gian, dám xác định thời gian để nói từ cái thời Đức Phật mà bây giờ chúng ta đọc lại, chúng ta nghe cái thời gian Đức Phật xác định một cái quả quyết 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, dám nói một cái câu nói quả quyết cương quyết như vậy mà có sự tu tập, ai ngờ đâu mà làm thánh, làm Phật mà cái thời gian ngắn như vậy được, thế mà Đức Phật dám nói trên cái pháp của mình. Đó là cái sự Đức Phật đã cái sự tu tập rất là cụ thể, rất thấy hiểu, rất rõ, chứ không phải là lờ mờ đâu. Xác định một cái điều gì là một bậc thánh, người ta xác định một điều gì là người ta không có thể nói mới láo được, người ta phải quyết định, người ta nói đúng. Cho nên vì vậy mà khi mà thầy trao cho các con quán thân trên thân để nhiếp phục tâm được, thì chắc chắn là mấy con sẽ đạt được. Mà người nào mà đã quán thân trên thân được rồi thì người đó sẽ đi tới nơi cho chắc. Nghĩa là trên con đường tu tập là có cái sự quyết định rõ ràng trên con đường tu. Còn mấy con quyết định là mấy con sẽ xả tâm thì mấy con cũng sẽ được giải thoát tới nơi tới chốn, chứ không phải chỉ có quyết tâm thôi. Hôm nay thì mấy con đã nghe, đã hiểu biết trước cái tình trạng của tu viện của chúng ta rồi. Bởi vì cái khôn khéo của mình đừng có để cho tới nước tới trôi mà chạy theo khói, nó chưa tới rồi mình đã chạy đi mất rồi. Bây giờ sóng thần nó sắp sửa đổ, mà mình biết sóng thần nó sẽ đổ thì mình chạy mất rồi. Nó đổ tới thì mình đi trên bờ, mình ở trên đọt núi rồi còn đâu mà đổ. Cho nên mình bình an, có phải không? Đó là cái khéo của mình mà. Ở đây thầy nói thật sự ra, bây giờ đến ngày mai đã biết họ sẽ đến đây, họ cái ai ba cái thằng đầu gấu đến đây để ám giáo thầy. Thầy đi thành phố mất rồi, đến đây không có. Thì vậy nó giúp rồi được đâu làm sao? Bởi vì thầy biết trước rồi mà, có phải không mấy con thấy không? Cái gì mình biết trước rồi, ai làm gì mình được? Chỉ có mình không biết trước. Cho nên nói về chuyện mà ông Ngô Kiền Liên mà bị ngoại đạo phục kích mà đập chết ông, nhớ ra nếu về ông Ngô Kiền Liên mà thành thông cái gì, phải không? Ông Ngô Kiền Liên thành thông mà để chúng phục kích mà không biết. Nếu mà thầy mà như ông Ngô Kiền Liên á, thầy cho một cục đá nó nằm nó giống như thầy ngủ ở đó, ở mặt trước mà vô ngoại đạo nó lại đập cục đá làm gì chết, phải không? Thầy mà mắt nó dễ dàng lắm chứ đâu có gì. Bây giờ thầy mà mắt đi, thầy lấy cái cục đá hoặc là cục đá dài dài vậy, thì lấy y áo thì dính nó trên đó đi, ban đêm nó có thấy thứ gì nó nhảy ra, nói ông một kiền đi nằm đây, nó đập đá nó thôi, nó dâng trời nó cục đá nó mắc cỡ đó chứ gì. Thì chọc ghẹo nó chơi chứ nó làm gì được, chứ những cái bực mà tu chứng đã là người ta đã tu chứng là tức là người ta đã ra khỏi cái quy luật nhân quả, làm sao mấy cái người ở trong luật nhân quả mà hại người ta được, các con hiểu không? Người ta ra khỏi nhân quả
người ta không còn bị chi phối vô nhân quả, làm sao mà là hại người ta? Mà bậc A-la-hán là bậc ra quả nhân quả, là gọi là bậc vô lậu. Vô lậu là gì? Không còn nhân quả cái gì, tức là đâu còn đau khổ đâu. Còn đau khổ là mới gọi là khổ lậu chứ. Mà ta không có còn đau khổ thì nó là không còn nhân quả cái gì. Mấy con thấy rất rõ tại sao con hiểu như vậy mà lại đưa ông một Kiền Liên là bậc đệ nhất thần thông của Phật là nằm đó bị chúng đập gãy tay gãy giò hết rồi, chờ cho chúng chạy mất hết rồi bắt đầu đó mình mới cố gắng phục hồi về lại Phật cái rồi thịt luôn. Trời đất ơi, gì mà hèn hạ đến mức độ như vậy, đệ tử của Phật gì mà yếu quá vậy? Phải không mấy con nói? Mà lại nói thần thông của Phật thì kiểu đó là thần thông gì? Một Kiền Liên là đại diện thần thông của đạo Phật, mà đại diện thần thông của đạo Phật là phải tam minh. Vậy mà không biết trước cái điều là sao? Nhân quả thì mình trả, nhưng mà mình trả bằng cục đá có sao đâu, phải không? Đem cục đá đó chỉ thay cho mình cũng được sao? Cho mặt trước nó đập gãy hết ba thằng giận nó thì có sao cho mình đâu. Thật sự ra ở đời mà cái nhân quả đó, đối với cái người tu cái nhân quả không tác động được. Tác động được sao được? Là khi đau là bị nhân quả chứ gì, mà người ta đẩy lui bay mất là còn cái gì nữa. Cho nên người ta ra khỏi quy luật nhân quả, ra khỏi quy luật nhân quả tức là người ta ra khỏi vũ trụ. Bởi vì trong cái vũ trụ này là bị quy luật nhân quả hết, người ta đang sống trong vũ trụ nhưng mà ở ngoài vũ trụ. Cho nên cái tâm minh của chúng ta nói à, mình quan sát vũ trụ khi nhãn minh nó làm gì nữa? Nó đứng ở ngoài nó quan sát vô làm sao, cái chỗ nào nó không biết. Còn mấy con đứng ở trong vũ trụ mà mấy con quan sát vũ trụ, mấy con làm sao biết vũ trụ? Có phải đúng không mấy con? Mình đứng ở trong cái vị trí của cái nhà này, mà cái nhà này nó rộng mênh mông này, muốn quan sát mà chạy vòng vòng thì mình chạy chỗ này mình thấy chỗ kia được không? Có phải không? Còn người ta đứng ở ngoài kia người ta nhìn vô người ta thấy toàn diện hết. Cũng như thầy nói là các con đứng ở trên hơi thở các con mới nhìn cái thân của con mới toàn diện. Vậy mà mấy con nhìn không toàn diện, mấy con chạy lung tung ở trên cái thân. Có phải mấy con đi? Cho nên vì vậy nội cái ý thức của mấy con không mà nhìn cái toàn diện của cái thân còn chưa xấu thì hỏi làm sao mình nhìn cái vũ trụ được. Cho nên khi một người tu người ta ra còn mình hạnh phúc, khi tu rồi thầy thấy hạnh phúc kia, con người mình quá nhỏ bé thế mà mình lớn hơn vũ trụ. Bởi vì mình đứng ra ngoài nó là mình lớn hơn vũ trụ, mà có ai mà dám nói như vậy? Không ai dám nói, ngoài thầy dám nói. Thầy nói xưa Đức Phật đứng ra ngoài vũ trụ mới dám thả ra, mới dám nói trên trời dưới trời ta là người duy nhất, phải không? Có ông Phật mới dám nói lời nói đó. Còn thầy nói thầy là người đứng ngoài vũ trụ, tức là thầy phải lớn hơn vũ trụ thì mới đứng ra ngoài, chứ còn thầy nhỏ thì nó chụp thầy chứ. Không phải mấy con, mà bây giờ mấy con thấy rõ ràng nó chụp thầy chứ nó đâu có hẳn. Nhưng mà cái tinh thần của thầy nó không có thể chụp được thầy. Nó chụp được thầy, nếu nó chụp được thầy chó cắn thầy điên rồi. Đó, đó là những cái điều kiện mà hôm nay chúng ta thấy được một người tu nó lợi ích như vậy đó. Cho nên bỏ cuộc đời tu chúng ta, bỏ cuộc đời mà đi tu là một điều hạnh phúc nhất. Nhưng phải đòi hỏi ở chúng ta đầy đủ sự hiểu biết, đầy đủ sức lực, đừng có yếu đuối, đừng có bệnh tật, đừng có thất tình lục dục gì đó mà vô trong này tu không có được đâu. Đây chỗ này không phải là chỗ mà tránh né, mà chỗ thật sự đầy đủ sức lực như một dũng sĩ mà chiến đấu mặt trận sinh tử luôn nào. À, tất cả những hiện tượng mà tu tứ niệm xứ mà có những hiện tượng gì mà xảy ra thì các con nên xả, nên tắt ý xả, và đồng thời nên xả ngay cái trạng thái đó. Mấy con tu quá sức, mấy con ức chế đó, nó mới xảy ra những hiện tượng được. Nó kêu trên đầu con mà kêu rắc rắc, điều đó là hoặc ê cái đầu của mấy con, điều đó là bị trạng thái của thọ tưởng chứ không có gì cả. À, cho nên vì vậy mà trong khi mà tu như vậy là trên thân quán thân của con, tu tứ niệm xứ trên thân quán thân, nó nhiếp phục tham ưu. Mà tại sao nhiếp phục tham ưu mà trên đầu mình lại có tiếng kêu rồi nó lại nhức ở trên đó? Nó cái đầu nó lại ê ê trên đó, nó làm như là ai lấy cây khỏ trên đó. Như vậy là nó nhiếp phục được không? Như vậy là sai. Bởi vì trong cái câu kinh mà Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, nó không còn ưu phiền ở trên đó nữa, làm sao mà có cái thân này nữa nó bị ê, nó bị đau nhẹ nhẹ trên đó được. Nó không bao giờ có cái điều đó. Thậm chí như chúng ta ngồi cả tiếng, hai ba tiếng một không thấy mỏi mệt, chứ đừng nói. Cho nên ở đây tứ niệm xứ là một cái pháp rất là đặc biệt của đạo Phật, nó nhiếp phục được tất cả tham ưu trên thân đoạn tâm pháp của nó. Cho nên tu tứ niệm xứ là cái pháp không còn pháp nào hơn hết nữa, bởi vì nó là cái lớp thứ bảy mới là tu tập tứ niệm. À, cho nên vì vậy mà trong cái vấn đề con hỏi thầy á, thì nó coi chừng nó sai. Cho nên vì vậy mà quá sức, nghĩa là thầy bảo tu 5 phút rồi thay đổi quay nghi tu 5 phút, mà nếu trong cái thời gian mà tu 30 phút như vậy á, 30 phút mà nó có những hiện tượng gì xảy ra thì xả ngay liền tu là ít. Ví dụ 30 phút thì tu lại 20 phút,
tu lại 20 phút có những chuyện xảy ra nữa, tu lại còn 10 phút mà có những chuyện xảy ra, tu lại còn 5 phút thôi, đâu có gì đâu. Cho nên 5 phút này mình tu cái quay nghi đi, thì 5 phút kia thì mình tu quay nghi nằm ngồi tùy theo 5 phút để cho mình sử dụng cho nó thích nghi được cái cơ thể của chúng ta, nếu mà trên thân quán tâm. Còn thấy không được thì nên trở về tu tâm xã thì tốt hơn. Đó là thầy căn dặn cho mấy con trong những cái giờ phút này, khi mà trở về trụ xứ của mình thì mình hãy lo mình tu tập như vậy. Còn về phần cô tình bạn những cái điều mà con thấy mà xảy ra ở trên thân, con có những điều mà con sửa lại nó tốt được, còn có những điều mà nó còn xảy ra thì nên khắc phục những cái điều đó để cho nó đừng có xảy ra nữa. Thì nó những cái điều kỳ lạ, những cái gì mà nó thấy xảy ra thì con tác ý và có thể nó lui lại cái thời gian bớt lại thì nó sẽ bình an lại, nó không có bị nó vẫn không có bị những hiện tượng nó xảy ra như vậy nữa thì nó mới tốt. Bởi vì tu tướng niệm xứ nó chỉ khắc phục tham ưu, nó đem lại cái sự thanh thản an lạc của sự của cái tâm, và nó ở trên tướng niệm xứ thì nó xuất hiện sinh an giác chi, ý giác chi, sinh tánh giác chi, định giác chi, nó xuất hiện, thấy nó xuất hiện có cái này thì nó có cái kia, bởi bãi giác chi nó ở trên cái tướng niệm xứ rồi. Bởi vì Đức Phật mới nói thực phẩm của bãi giác chi đó là tướng niệm xứ, cho nên mình tu tướng niệm xứ mình quán thân thì bãi giác chi nó sẽ lần lượt nó hiện lên ở trên đó, chứ không phải là đợi tu xong rồi bãi giác chi nó mới hiện ra. Nó không phải đợi tu xong đâu, mà nó chỉ cần tu tập là bãi giác chi nó hiện ra một cách rất là rõ ràng cụ thể. Khi mình quán được thân của mình chỉ quán trên thân, mình chỉ quán thấy từ trên đầu tới dưới chân của mình rõ ràng rồi, thì ngay đó là đã có giác chi nó xuất hiện rồi. Bởi vì nó là thực phẩm của giác chi, tứ niệm xứ là thực phẩm của giác chi, hãy mình quán là có giác chi. Còn mình quán sai là nó không có giác chi, mà nó bị ảnh hưởng tượng, bị ức chế, cho nên nó bị ảnh hưởng tượng. Cho nên trong khi tu tập thì những cái sai nó dễ biết lắm, nó dễ nhận ra lắm.